quan điểm với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Chị em Giang thấy nay Hana cứ ngượng ngùng quá anh. Đang biết nhiều nhá. Hôm nay sẽ là một nhân vật hết sức là quen thuộc trong bộ phim mới được ra mắt của công ty MCV sản xuất. Đó là bộ phim Yêu Nhầm Con Gái Ông Trùm đang được chiếu trên HTV7. Trong phần 2 này thì có sự góp mặt của Tiếp cũng như là China và đặc biệt là Hana. Đặc biệt là Hana. Đặc biệt là Hana. Vì khách người hôm nay đối với Hana là cực kỳ đặc biệt em ạ. Ai biết rồi. Con tim thổn thức. Ném lại nha. Xin mời anh Hạo Đông. Hana, em có thể giúp anh giới thiệu nốt phần còn lại được không? Dạ được chứ. Rồi gặp trai đẹp ở trong phim mà mới nói gì? Ơi. Trong phim ấy tên gì nào? Trong phim anh tên là Lĩnh. Thì có liên quan gì đến em nào? Anh là crush của em trong phim. Mình là Hạ Đông, mình là người mẫu và diễn viên. Tiếp xin giới thiệu DJ ngày hôm nay, giám đốc của chúng ta. Xin chào mọi người, em là Kenji và hôm nay em sẽ là DJ. Và như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi đầu tiên. DJ sẽ chơi lần lượt 15 bài hát và mỗi khi DJ bật một bài lên và đếm từ 1 đến 3 hoặc là từ 3 đến 1 thì anh sẽ có quyền bấm chuông và trả lời. Kết thúc thì bạn nào được nhiều điểm sẽ về một đội, bạn nào ít điểm sẽ về một đội nữa. Cái luật đấy thì thường là em hay phá. Em cứ phổ biến trước như vậy. Rồi, trò chơi, xin mời DJ. Hãy ngồi bên vườn hoa thơm ngát. Em có bài dịu dàng cùng nói với em đây là dòng suối mơ. Đếm nào cái gì, đếm nào. 3 em không quên ngày xưa đôi ta. Cái gì vậy? Bài này là bài Công Chúa Bong Bóng đúng không? Bài bài Ngôi Nhà Hoa Hồng. Dạ đúng rồi ạ. Tiếp theo là bài của chị Hana. Mới hai rồi, chú một, chú một luôn, chú một luôn. Một. Xin mời Kira. Đây là bài Tớ Thích Cậu của Hasara. Thì đó, trước giờ em tàn ở chỗ đó em mới không bấm được. Hôm nay mà chỗ này em mới bấm được chứ trước giờ không phải là giờ em dở đâu. Trời ơi, là mưa vui đó. Kẹp răng mà nói nhanh nhỉ. Các bạn ạ, nhắc đến kẹp răng mà nhớ. Mời Kira. Xin mời Việt Thi. Dạ, đây là bài Pinocchio. Lần chuyện, lần đếm, lần chuyện. 3, 2, 1 chạy nhau được. Ủa, nhưng mà em có được bấm lại không? Mất, em bị mất quyền rồi. Bấm đi, khoan bấm. Cái gì kỳ quá. Bấm đi mọi người. Bấm đi mọi người. Em không biết luôn á. Mọi người. Rồi, xin mời Gina em. Đây là bài Con Gái Như Em. Cảm ơn Thảo. Không bấm nha, không bấm nha. Nhắn tin cho bạn rồi, xin mời Vy Thi. Đây là bài Chen. Yeah.
Xin mời chị Chi hát bản Bolero của bà Jen nào. Cô Minh Chi ơi. Biết nào. DNA. Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu đã qua rồi. Lên đi anh ơi. Anh sợ sáng với anh hát là cô anh. 3, 2, 1. Bài này là bài Đâu để trưởng thành đấy. Dạ, của sáng tác là ai vậy anh? Bài này là bài của anh Only C. Dạ. Đồng sáng tác với Vì em giống mẹ anh. Mẹ anh. Chị Vi ơi, xin mời bài hát tiếp theo. Và một bài xưa nha. Rồi lên đi anh. Khẽ vô tình. Á, cái gì vậy? Không phải. Chị là cuối cùng. Chị là cuối cùng là Ngữ Văn đó ơi. Biết rồi. Rồi 3, 2, 1. Đây là bài Cô Bé Mùa Đông. Mùa Đông. Wow. Xin mời chị Nam. Đây là bài Friend Zone. Chị Thi xin mời Việt Thi. Đâu cũng được một cái rồi. Cố lên. Nãy giờ mấy cái rồi. Rồi bây giờ mình trả lời đây nè. Năm. Đây là bạn Check Me. Vâng, đang đầu lên. Anh bây giờ anh không biết bài gì, anh cứ lên anh bấm đi, có gì có Hana nhắc cho anh khỏi lo. Đúng rồi. Yeah. Hana không biết. Hana biết đâu. Rồi bấm. 3, 2, 1. Mời anh. Đây là bài Upsol. Upsol anh. Đây là bài Upsol. Dạ sai rồi. Anh đang chơi kỳ quá. Chị xem nhá. Cross của em ở sao em làm gì? Em trả lời bài này là bài No One của Lee Hai và Fit B.I. Chơi kỳ. Ui chết chấp. Nếu người ta không mời đáp lại tình cảm của em đâu. Đấy. Trời ơi.